Sáng ngày 30 tháng 9, Công an 21 quận huyện thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt ra quân kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 và tổ chức lưu động, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn. Thượng tá Nguyễn Thành Lợi, trưởng Công an quận Tân Bình cho biết, đơn vị thành lập 5 cụm, mỗi cụm 6 tổ công tác, mỗi tổ công tác từ 5 đến 8 cán bộ chiến sĩ. Bên cạnh đó, Công an quận cũng chỉ đạo Công an 15 phường thành lập các tổ tuần tra lưu động kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Ít nhất là 2 tổ công tác trong 1 ca tuần tra. Mỗi tổ công tác có từ 4 đến 6 người, gồm công an, dân quân, bảo vệ dân phố, cán bộ công chức của Ủy ban Nhân dân phường. Thượng tá Nguyễn Thành Lợi cũng yêu cầu cán bộ phải đảm bảo an toàn, tuân thủ nghiêm quy tắc 5K, quy định phòng chống dịch trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm với các trường hợp người xe tham gia giao thông vi phạm quy định phòng chống dịch. Phương châm thực hiện là chủ động, khéo léo, linh hoạt, mềm dẻo, lấy tuyên truyền vận động người dân là chính. Ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng tại quận Tân Bình, các chốt kiểm soát đã được tháo gỡ, lực lượng phương tiện di chuyển khá đông. Tương tự tại quận 3, thành phố Thủ Đức, hầu hết các chốt kiểm soát bằng rào chắn thép gai cũng được tháo gỡ.